anh cho em theo nốt vụ Thiên Long. Án đang dang dở tự nhiên phải dừng lại. Nói thật là em... Thiếu cậu, đội cũng thiếu hụt nhân sự đáng kể. Bởi vì đúng là cậu sinh ra để làm hình sự. Nhưng chúng ta là người lính, chỉ huy giao nhiệm vụ nào cũng quan trọng hết. Theo tôi nghĩ, đây là cơ hội tốt để cậu thăng tiến đấy. Anh biết là mục đích của em không phải như vậy mà. Em chỉ mong là mình hoàn thành tốt những nhiệm vụ được giao ạ. Tôi hiểu. Vào đi. Chào thư trưởng. Thư trưởng cho em gửi ạ. Em xin phép. Cảm ơn. Nam này. Dạ. Trong cuộc họp chiều nay, lãnh đạo sẽ chính thức trao quyết định điều động cho cậu. Dạ. Còn đây là một nhiệm vụ khác này. Dạ. Những đơn thư này đã được xác minh. Đã có văn bản trả lời công dân việc tố cáo là không đúng. Nhưng không hiểu tại sao đơn kiện vẫn tiếp tục được gửi. Những sự vụ kiểu này xảy ra khá phổ biến ở những xã đang trong quá trình đô thị hóa, không riêng gì ở Tân Xuân đâu. Nhưng chúng ta phải giải quyết dứt điểm để tránh những dư luận và hệ lụy không tốt. Báo cáo sếp. Đây không phải là nhiệm vụ cấp thiết. Trong quá trình ở đó, cậu sẽ tiếp tục tìm hiểu thêm và tập trung vào nhiệm vụ chính. Em hiểu rồi ạ. Em sẽ về Tân Xuân, sau đó cập nhật tình hình gì đó. Cậu vất vả rồi đây. Này, thế còn tâm tư gì nữa không? Dạ không ạ. Em chỉ mong là mình sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ạ. Tốt. Này, tranh thủ đi gặp người yêu đi, rồi tính toán xem cưới xin thế nào, để cho anh em chúng tôi còn ăn cỗ nữa chứ. Dạ. Em xin phép ạ. Anh Nam. Em thấy thủ trưởng nói đợt này xuống Tân Xuân cùng anh. Mừng hơn bắt được vàng ạ. Lần đầu tiên tôi thấy người được điều từ tỉnh về xã mà phấn khích như cậu đấy. Vui mà anh. Không những vui mà là quá sướng ấy. Còn như chim sổ lồng luôn anh ạ. Cậu bị các sếp kìm kẹp quá hay sao mà... Ôi không, làm gì có chuyện đấy. Chẳng qua là em thoát được sự quản lý của bố em. Thôi được rồi, cậu xuống trước nắm tình hình rồi cập nhật với tôi liên tục. Khi nào bàn giao xong, tôi sẽ xuống ngay. Em biết, có thể anh sẽ đến. Nhưng nói chuyện vào lúc này thì chưa chắc đã là cách tốt. Hôm qua em đã thử, nhưng kết quả còn tệ hơn. Khoảng cách và thời gian sẽ giúp anh có câu trả lời. Anh có thực sự cần em hay không? Và em cũng vậy. Chúc anh may mắn. Thủ trưởng. Anh. Ngoài giờ thì gọi là anh em thôi. Mà tôi bây giờ cũng đâu còn là thủ trưởng của cậu nữa. Quyết định đi hơi gấp. Công việc bàn giao có khó khăn gì không? Em đã tranh thủ làm việc với Thanh. Về cơ bản là xong rồi ạ. Dạ, thủ trưởng yên tâm. Nếu còn gì vướng mắc, em sẽ điện trực tiếp hỏi anh Nam ạ. Đương nhiên, cậu Nam xuống xã sẽ tiếp tục hỗ trợ đội nếu như có những vấn đề liên quan. Dạ. Chúng tôi sẽ rất nhớ cậu đấy. Em cũng sẽ rất nhớ đội và công việc ở đây ạ. Dạ, báo cáo sếp, mọi thứ đã sẵn sàng ạ. Xong rồi hả? Dạ. Tốt. Nào, đi thôi. Có chuyện gì vậy ạ? Đi thôi. Đi. Đi. Ô hai, tôi có nghe các cậu báo cáo về cái việc bia rượu này đâu nhỉ? Điều 28, luật phòng chống tác hại của bia rượu năm 2019 quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong phòng chống tác hại của bia rượu. Tuy nhiên là... có quy định nào cấm uống bia rượu ngoài giờ làm việc đâu ạ. Gớm thật đấy. Lại còn dơ cả luật ra đối với thủ trưởng nữa. Chúc mừng cậu được thăng chức. Em cảm ơn anh ạ. Khi nào anh em xuống đó đánh án thì cậu phải tạo điều kiện đấy nhá.
Sếp cứ trêu em. Xin mời các cậu. Cậu đã bố trí thời gian chia tay người yêu chưa? Dạ. Cậu vất vả đấy. Từ đây xuống xã hơn 20 cây số, cậu lại là trưởng đơn vị, cho nên phải có mặt 24 trên 24 giờ đồng hồ. Này, nói với cô ấy thông cảm nhá. Báo cáo sếp nhá. Không ai yêu anh Nam bằng chị dâu của bọn em đâu. Đúng rồi. Những nàng khác ấy, nhìn thấy đám bình dự tụi em là bỏ từ lâu rồi. Anh Nam ơi, anh cứ xuống đấy yên tâm công tác đi. Chị dâu ở nhà ấy, nếu có khăn gì anh cứ ới em một câu thôi, em sẽ cắt cử người đến chăm sóc nhiệt tình luôn. Lúc ấy thủ trưởng nhớ tạo điều kiện cho chúng em ấy nhá. Rồi, tôi sẽ tạo điều kiện hết. Báo cáo anh em, đây là món quà của bọn em. Tuy nó cũng chả là gì, nhưng mà đây là tấm lòng của bọn em, mong anh nhận cho. Từ từ đã. Ôi, thuốc xịt mũi đâu? Ôi trời trời, em lại quên mua rồi. Tôi biết ngay mà. Anh ơi, em đã dặn nó kỹ như thế rồi mà nó cũng quên được. Nhưng mà anh ơi, em đã thòng sẵn cái này rồi. Đấy, chuẩn bị cả thuốc xịt mũi tặng anh. Nó còn quan trọng hơn là cơm ấy chứ. Còn đây, đây là quà của tôi tặng cậu. Nam này, tôi biết tính cậu, xuống đó là phải mềm mại, linh hoạt một chút thì công việc sẽ thuận lợi hơn. Quan trọng nhất là phải gần dân, có được cái tình thì tuyên truyền hay là xử lý mọi công việc nó mới dễ. Em cảm ơn anh. Cảm ơn tất cả anh em. À mà thôi, sao lại trầm lắng thế này? Tất cả chúng ta nâng cốc. Đúng rồi, đúng rồi. Tôi biểu xếp đã, tôi cho anh Nam. À, chúc anh Nam gặp nhiều may mắn thành công. Chúc mừng cậu. Anh Nam, chúc mừng anh. Anh có một nguyên tắc, một khi đã sai rồi thì lời xin lỗi cũng vô ích. Mình chia tay đi. Nếu như đây là quyết định của em, anh tôn trọng. Alo, Đông à? Anh gần tới rồi. Chỗ nào? Kiểu gì anh chả tìm được. Đường ở dân chứ ở đâu. À mà thôi, cứ gửi anh cái định vị đi cho chắc. Ừ. Thế nhá.